Vâng, chào anh em nhé. Thì ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho các bác một mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh, một trong những dòng xe khá là nổi trội ở trong cái phân khúc hạng A đô thị này. Thì cái khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh có tuổi phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, trước màn hình nhỏ quý vị và các bạn, đây là một chiếc xe Kia Morning. Với chiếc Kia Morning sản xuất năm 2014 phiên bản số sàn, trang bị khối động cơ là 1.25 4 máy các bạn nhé. Tên tư nhân biển Hải Phòng và lưng phun kinh đồ rồi, và chỉ việc chạy thôi, không phải làm bất cứ một cái gì cả, màu trắng. Đó. Con này hiện tại bên em đang giao bán với cái giá 178 triệu đồng thì bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho tất cả quý khách hàng gần xa. Đó, sơ xi của nó màu trắng rất là đẹp cho mọi người. Đó, hệ thống 4 bánh được trang bị la đăng đúc, lốp lép của nó thì rất là ok cho quý khách hàng. Đó, rất là đẹp. À, từ xi nhan trên gương la đăng đúc và màn hình Android xịn sò. Vậy quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em. Với giá hơn 100 triệu, các bạn đã sở hữu một chiếc xe form mới rất đẹp. Chỉ có 178 triệu đồng thôi, các bạn đã sở hữu được chiếc xe này. Biển Hải Phòng. Lốp dép rất là đẹp luôn các bạn nhé. La đăng đúc phay rất là ok cho mọi người. Thân vỏ chiếc xe thì không phải bàn về chất lượng rồi. Xi nhan được tích hợp trên gương. Hệ thống đèn pha của chiếc xe thì khá là đẹp. Hệ thống đèn pha thì khá là đẹp luôn cho mọi người này. Hệ thống đèn gầm của nó khá là hợp lý cho mọi người nhé. Một chiếc Kia Morning, một trong những dòng xe khá là nổi trội ở cái phân khúc hạng A đô thị này. Lốp dép của nó rất là đẹp này. Tất cả đây, xi nhan tích hợp trên gương, cộng với lại đăng kiểm còn dài đến tháng 7 năm 2022. Rất là ok cho quý khách hàng. Hệ thống đèn dấu phẩy của nó rất là đẹp luôn này. Đó. Cam lùi nha các bạn nhé. Rất xịn sò luôn. Hệ thống xi nhan này, nhìn thấy đây, rất là đẹp. Đó, màn hình cam lùi, màn hình Android xịn sò, màn hình to nhé. Volume được tích hợp trên vô lăng. Con này là bản tiêu chuẩn 1.25. Nội thất ghế da màu đen, chân nỉ nguyên bản bọc ni lông, cộng với lại tất cả hệ thống tắp lô tắp ly rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Đó. Gương kính chỉnh điện, keo chỉ gần như zin hết cả xe luôn. À, tất cả những cái đinh bấm dàn giặt cột kèo chiếc xe thì còn đầy đủ hết theo xe luôn. Quá rẻ, 178 triệu đồng thì nó thật sự là quá là rẻ cho một chiếc xe Kia Morning form mới như thế này. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đó anh em thấy đây. Đó, hệ thống tablo tắp ly rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn các bạn này. À, rất xịn sò. Cả đinh bấm dàn giật cột kèo của nó này rất là ok cho mọi người đúng không ạ? Đấy, anh em thấy đây. Đấy, anh em thấy đây. Rất là ok đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy đây, một chiếc xe khá hợp lý, khá đẹp cho mọi người. Đấy, anh em thấy quá ok. Đó. Đèn nó rất đẹp luôn các bạn nhé. Gầm bệ của nó đây anh em thấy rất chắc chắn luôn. Đó. Hệ thống táp lô táp ly rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Đó, rất ok.
À, anh em thấy đây. Tấm tắp lô tắp ly được phủ một tấm thảm tắp lô rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Đấy. Con này thì trước đây thì nó đã qua dịch vụ taxi rồi. Bây giờ nó về tên tư nhân rồi các bạn nhé. À, nói luôn là nó về tên tư nhân rồi và nó qua dịch vụ taxi. Đăng kiểm dài tháng 7 năm 2022. Rất đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Đó. Rất là ok cho quý khách hàng luôn. Rất là ok đúng không ạ? Hệ thống đèn của nó, sinh nhan rất đẹp luôn. Vô lăng của chiếc xe thì khá đẹp này, tích hợp volume trên vô lăng này, đầy đủ hết. Đấy, còi rất là to luôn các bạn nhé. Máy lổ rất là ngon luôn. Trang bị một cái màn hình Android xịn sò luôn. Đó, rất đẹp. Đó, màn hình cam đùi này, hệ thống điều hòa này, nội thất ghế da, sàn chiếc rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Đó, tất cả những cái đinh bấm dàn giật cũng như là tất cả những cái kính điện của chiếc xe đều rất là ok, không có đâm va, đâm xô tai nạn gì các bạn. Thực ra thì cái phần đâm xô tai nạn này Tuấn Anh chỉ cam kết nó không có đâm đụng vào tai nạn để vào những cái phần cột kèo của cái chiếc xe, đầu đít của chiếc xe thôi, chứ còn đâu thì những cái keo chỉ của nó thì với những chiếc xe dịch vụ ra thì nó có thể nó chạy lại rồi. Đấy, có chỗ là nó mất, nó có thể nó va quẹt vào tí cánh tí kiếc thì nó có thể nó chạy lại rồi. Đấy, chứ còn đâu bây giờ bảo là phần quẹt một tí sơn nó cũng bị đâm đụng tai nạn thì cái đấy thì thực sự là nó rất là khó kiểm soát với những chiếc xe cũ như thế này. À, các bạn nhé, vì thế nên là các bạn cứ cân đối để có thể là kiểm tra hệ thống gương cụt xòe. Có đây, gương này là gương độ lên nhé các bạn nhé, gương độ lên. Sinh nhan được tích hợp trên gương, gương độ lên các bạn nhé, không phải là gương cục xòe nguyên bản. Dòng này thì nó không có gương cục xòe nguyên bản. Đây, đấy cái phần nút độ đây các bạn thấy. Đó. Gạt mưa chiếc xe thì anh em thấy đây. Đó, gạt mưa, phun nước rất là đẹp, đúng không ạ? Màn hình rất xịn sò và rất là đẹp, đúng không ạ? Đó, đèn còi của nó thì rất là ok, đúng không ạ? Đây là phần gương điện này. Rất ok, đây, hệ thống điều hòa cơ các bạn nhé. Đấy, cổ số này. Gạt mưa sau này. Đấy, đầy đủ hết, vẫn hoạt động bình thường. Chúng ta sẽ mở phần khoang máy ra để kiểm tra về máy móc của chiếc xe này. Xem chất lượng máy của nó có ổn định hay không. Đấy, đúng rồi nhé, chúng ta xem có ổn định hay không. Đây là phần khoang máy này, máy thì con này đã ra máy rồi nhé anh em nhé, máy móc thì đã ra rồi. Nói chung là chạy taxi thì nó cũng chạy khá nhiều rồi, vì thế nên là máy của nó đã làm lại hơi nhức rồi. Đó, nhưng mà không có phần ngập nước các bạn ạ, đó không ngập nước rồi ạ. Đây, hệ thống đèn của nó này, anh em thấy đèn đóm của nó rất sáng luôn này. Đèn đóm rất là sáng luôn các bạn nhé. Đèn đóm rất là sáng luôn nhé. Đấy, lắp cabo đây. Rất là đẹp. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng có giới thiệu qua cho tất cả quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em về một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn. Một chiếc xe đã qua dịch vụ, trải qua taxi và đã về tên tư nhân rồi. Với giá tiền hiện tại bên em đang bán là 178 triệu đồng. Với quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Cảm ơn tất cả quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.